trẻ ăn không tiêu đầy bụng khó thở tưởng chừng là một căn bệnh đơn giản nhưng nó có thể là khởi nguồn của bệnh lý khó lường chính vì thế chúng ta không nên chủ quan với căn bệnh này đặc biệt khi nó xảy ra ở trẻ nhỏ hãy cùng xem video dưới đây để hiểu rõ về tình trạng ăn không tiêu đầy bụng khó thở là bị làm sao và cần xử lý như thế nào một hiện tượng ăn không tiêu đầy bụng khó thở là gì? Trướng bụng là biểu hiện của sự đầy hơi. Đây là một phản ứng của cơ thể khi gặp các vấn đề về rối loạn tiêu hóa. Hiện tượng này thường rất phổ biến ở cả trẻ em và người lớn, khi ăn không tiêu đầy hơi khó thở là do lượng hơi trong đường ruột bị tăng lên một cách bất thường, gây đầy bụng và làm rối loạn hệ vi sinh vật của đường tiêu hóa. Điều này gây ảnh hưởng đến việc tiết ra các enzyme tiêu hóa thức ăn của cơ thể. Nên trẻ thường có cảm giác ăn không tiêu, mặt khác khi thức ăn không được tiêu hóa sẽ gây ứ động ở trong đường ruột. Qua một thời gian chúng sẽ bị lên men và sinh hơi. Khi đó sẽ ta sẽ thấy bụng của trẻ sẽ căng đầy lên, tức bụng và khó chịu, ngoài ra lượng hơi sinh ra đó sẽ gây chèn ép lên cơ hoàng. Và dẫn đến hiện tượng trẻ cũng cảm thấy bị khó thở. hai Cách triệu chứng của trẻ ăn không tiêu đầy bụng khó thở Ngoài các triệu chứng đầy bụng, khó thở có cảm giác ăn không tiêu ra. Khi trẻ bị các triệu chứng này còn kèm theo các triệu chứng khác như tức ngực, chướng bụng, khi vỗ bụng bé nghe có tiếng kêu như tiếng trống, kèm theo đó là bé bị ợ hơi hay ợ chua. Phần hơi bị sinh ra trong đường ruột do không được đào thải ra bên ngoài. Sẽ tạo ra áp lực khiến cho cơ co thắt ở thực quản bị giãn ra. Và nó có xu hướng đẩy ngược ra bên ngoài theo đường miệng. Nên gây ra hiện tượng ở hơi hay ợ chua, bụng bị đầy hơi thường khiến trẻ bị ẩm ạch và buồn nôn. Do luôn có cảm giác căng tức bụng, nhiều lúc đau bụng âm ỉ và đi đại tiện lúc lòng lúc táo. Triệu chứng này cũng thường gặp ở những trẻ mắc các bệnh về đường ruột. 3. Nguyên nhân gây ăn không tiêu đầy bụng khó thở ở trẻ. Nguyên nhân gây ra tình trạng này cũng rất đa dạng như, trẻ bị các vấn đề về hệ tiêu hóa, đầy bụng khó thở do các bệnh lý về dạ dày, khi gặp các bệnh lý về dạ dày tức là bạn đang gặp vấn đề trong quá trình tiêu hóa thức ăn. Thức ăn đi vào trong cơ thể không tiêu hóa được mà tích tụ lâu trong cơ thể, sinh ra hơi trong bụng gây đầy bụng, khi chúng bị tích tụ và đến một lúc nào đó sẽ khiến cho cơ thể cảm thấy như bị ép vào ngực, khó thở, ăn không tiêu đầy bụng khó thở do rối loạn tiêu hóa, nguyên nhân trẻ bị rối loạn tiêu hóa do tấn công của các vi khuẩn có hại, mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột. Do đó khiến thức ăn khó bị tiêu hóa gây nên tình trạng ăn không tiêu đầy bụng khó thở đây cũng là hiện tượng thường xuyên gặp ở trẻ nhỏ do đó mẹ cần có những biện pháp khắc phục chúng sao cho triệt để đầy hơi khó thở là do trẻ bị đại tràng co thắt một số yếu tố khác gây nên hiện tượng ăn không tiêu đầy bụng khó thở ngoài ra tình thần không được thoải mái thường xuyên phải lo âu cũng gây tác động xấu đến hệ thần kinh trung ương đây là bộ phận sẽ chi phối và làm chậm quá trình tiêu hóa gây khó tiêu đầy bụng và khó thở việc ăn thức ăn quá nhiều dầu mỡ hay nhiều tinh bột làm cho hệ tiêu hóa bị khó tiêu và cũng có thể đầy bụng ở trẻ nhỏ cần có chế độ ăn dinh dưỡng cho phù hợp. Đặc biệt với trẻ nhỏ hay phải sử dụng các loại thuốc kháng sinh do đó cũng làm mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột gây đầy hơi khó thở. 4. Cách khắc phục tình trạng trẻ ăn không tiêu đầy hơi khó thở. Sử dụng thảo dược thiên nhiên chứa ăn không tiêu đầy bụng khó thở. Thay vì sử dụng ngay các loại thuốc Tây để chữa ăn không tiêu đầy bụng khó thở, mẹ có thể tham khảo các thảo dược có tác dụng tốt với hệ tiêu hóa như Trà hoa cúc có đặc tính chống viêm và làm dịu niêm mạc của dạ dày. Từ đó giúp làm giảm việc sinh khí trong dạ dày và làm giảm chứng bụng đầy hơi khó tiêu rõ rệt. Lá tía tô, lá tía tô có tác dụng làm giảm được các triệu chứng ở hơi hay đau bụng hiệu quả. Nên uống lá tía tô sau bữa ăn để có hiệu quả tốt nhất. Gừng, đây cũng được coi là thảo dược có nhiều tác dụng với đường tiêu hóa. Nó giúp làm giảm các triệu chứng đầy bụng khó tiêu và kích hoạt hệ tiêu hóa cho trẻ. Mẹ có thể cho bé uống gừng với mật ong để tăng hiệu quả tác dụng, vỏ cam đem phơi khô rồi pha với nước sôi hãm trong 20 phút để uống giúp làm giảm các triệu chứng ở hơi hay khó tiêu. Thảo dược này còn có tác dụng trong điều trị tiêu chảy cho trẻ. Massage bụng cho trẻ. Đây là cách làm mang lại hiệu quả nhanh giúp giải quyết có triệu chứng đầy bụng và ăn không tiêu. Quá trình massage sẽ giúp làm ấm cơ thể và tăng được quá trình tiêu hóa hiệu quả. Chú ý không nên thực hiện động tác massage ngay sau khi trẻ vừa mới ăn no. 5. Làm thế nào để phòng ngừa bé ăn không tiêu đầy bụng khó thở? Khi bé ăn không tiêu sẽ dẫn đến đầy bụng và dẫn đến là khó thở. Do đó cần cải thiện triệu chứng ăn không tiêu ở trẻ bằng cách Thực hiện chế độ ăn uống hợp lý khoa học Ăn uống các đồ ăn hạn chế dầu mỡ hay tinh bột, đồ ăn cay nóng khó tiêu hóa. Nên ăn chín uống sôi và tập trung ăn nhiều rau xanh và các loại quả nên cho bé một bữa ăn đúng giờ và đầy đủ chất dinh dưỡng tăng cường luyện tập thể thao để dễ tiêu hóa hơn trong các hoạt động thì luyện tập thể thao là cách để giúp nâng cao được sức khỏe nói chung và tăng cường sức khỏe đường ruột nói riêng vận động sẽ giúp hệ tiêu hóa của trẻ cũng tăng cường vận động và tiêu hóa thức ăn giảm triệu chứng ăn không tiêu hạn chế lo lắng hay suy nghĩ gây ảnh hưởng đến tâm lý và ăn khó tiêu nếu không muốn ăn không tiêu đầy bụng khó thở ghé thăm hãy giữ cho bản thân luôn được thoải mái không bị stress. Bổ sung men tiêu hóa cho bé hệ tiêu hóa khỏe và tăng cường. Đây là cách hữu hiệu giúp phòng chống hay khắc phục tình trạng bé ăn không tiêu đầy bụng khó thở. Chúng ta không được chủ quan khi thấy vấn đề ăn không tiêu ở trẻ, bổ sung men tiêu hóa amano enzyme sẽ giúp cho hệ tiêu hóa của bé luôn được khỏe mạnh. Nhờ việc bổ sung lợi khuẩn enzyme tiêu hóa có cơ thể, lợi khuẩn sẽ giúp cân bằng được hệ vi sinh vật đường ruột và tăng sức đề kháng cho cơ thể. Ngoài ra nó cũng tiết ra các loại enzyme tiêu hóa thức ăn để cải thiện ăn không tiêu cho trẻ, men tiêu hóa amano cũng bổ sung nhiều các loại enzyme tiêu hóa cần thiết khác. Như lactate, protease, lactose, điều này rất quan trọng với việc giúp tiêu hóa các loại thức ăn cho trẻ, hai yếu tố trên chính là mấu chốt để khắc phục và hỗ trợ tình trạng chướng bụng đầy hơi khó tiêu ở trẻ với những chia sẻ ở trên mong rằng mẹ có thể khắc phục được sớm tình trạng ăn không tiêu đầy hơi khó thở ở trẻ. Cho bé hệ tiêu hóa luôn khỏe mạnh và hấp thu các chất dinh dưỡng tối đa để phát triển. Nếu như vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo hotline 092 919 7777 để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh nhất hoặc chat trực tiếp Facebook Thầy Thuốc Lê Minh Tuấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. tư vấn hướng dẫn thuốc và điều trị bệnh thầy thuốc lê minh tuấn tận tâm từ trái tim website lê minh tuấn vn facebook tuấn thầy thuốc subscribe nếu thấy video hữu ích